Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2018 hiện đang được giao bán tại một salon xe cũ, với giá 669 triệu. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc phiên bản Turbo, có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen và đã lăn bánh 68.000 km. Khi mua mới, xe có giá niêm yết là 892 triệu. Tính thêm chi phí lăn bánh, người dùng sẽ phải chi ra hơn 1 tỷ. Như vậy, người bán đã chấp nhận chịu lỗ hơn 300 triệu cho chiếc Hyundai Tucson đã lăn bánh 6 năm. Đối với những người dùng muốn tìm mua một chiếc SUV tiện nghi, vận hành mạnh mẽ mà không ngại xe cũ, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hyundai Tucson 2018 sở hữu ngoại hình ấn tượng, được thiết kế theo ngôn ngữ sensor on Ties đầy góc cạnh với mẫu crossover này, thu hút khách hàng nhờ sự to lớn và chắc chắn. Mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác Cascading Grill được mạ chrome. Hệ thống chiếu sáng trên phiên bản Turbo là loại full LED và được trang bị ống xả kép mâm xe là loại 19 in, cùng với ống xả kép. Về nội thất, Hyundai Tucson 2018 mang đến thiết kế lịch lãm và hiện đại. Một số trang bị nổi bật bao gồm sạc không dây kỳ, điều khiển hành trình, tấm chắn khoang hành lý, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình đồng hồ 4.2 in, 6 loa. Cả 4 phiên bản đều có ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hyundai Tucson 2018 sử dụng động cơ tăng áp 1.6 lít sản sinh công suất tối đa 175 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm đi, kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Một số trang bị an toàn nổi bật trên chiếc SUV Hàn Quốc này bao gồm camera lùi, cruise control, phanh tay điện tử, hỗ trợ súng dốc, chống bó cứng phanh, 6 túi khí, đặc biệt cảm biến trước chỉ được trang bị trên phiên bản turbo.